Hello anh em. Thì lâu rồi Tú cũng không có làm cái ẩm thực gì đó độc lạ để mang đến anh em cái video cho nó thú vị. Thì bữa nay Tú với Nghĩa sẽ quyết định làm một cái món ẩm thực độc lạ nữa nha anh em. Nói chung là làm bình thường quá thì nó không có gì thú vị rồi. Đến với Tú thì Tú chỉ muốn làm những cái gì đó là có sáng tạo hơn, một cái độc lạ. Thì bữa nay người thêm xíu. Đúng rồi. Mình làm mấy cái chuyện mà để cho tàu pháo nó có công chuyện làm á, với idol gặp bệnh viện này kia có chuyện ấy. Thì bữa nay Tú sẽ mang lại cho anh em một cái món ăn tuy là quen thuộc nhưng mà chế biến theo một cái kiểu rất là lạ. Biết món gì không? Không nói sao biết ba. Nói nãy rồi. Quên. Rồi, thì bữa nay Tú sẽ làm một cái món hột vịt lộn, liên quan đến hột vịt lộn. Nhưng mà bình thường thì anh em thấy rồi, hột vịt lộn thì người ta có thể là xào me, luộc, chiên, hấp cơm, làm gì nữa ăn sống. Ăn sống có à nghe. Có. Nhưng mà hôm nay Tú sẽ không làm những cái cách chế biến đó, mà Tú sẽ làm một cái món khác nữa là hột vịt lộn nướng bùn. Ghê vậy ta. Thì ăn được không? Được chứ ba. Thì hột vịt lộn Tú sẽ đắp bùn Tú nướng nha anh em. Thì hầu như là Tú chưa thấy làm luôn. Thật, Tú chưa thấy làm nên Tú quyết định là làm thử cho anh em coi, sẵn cho anh em coi đi. Với lại sẽ review cái hương vị của nó cho anh em ha. Rồi ok anh em ơi. Thì Tú đã chuẩn bị 10 trứng hột vịt lộn nha. 10 trứng. Kèm theo đó là rau răm và muối tiêu. Thì Tú sẽ ở ngoài đây luôn. Ở ngoài đây mình nướng cho nó ok hơn. Chứ mình ở nhà nó rất là chán với buồn nha anh em. Ra ngoài đồng ruộng như vậy thì nó thoải mái, mát. Mát mẻ, thoải mái. Có điều lâu lâu gió nó hơi lớn thì nó sùm tới, anh em thông cảm ha. Rồi giờ bắt tay vô công việc nè. Rồi. Khoan giờ mình nhúm lửa trước đi rồi mình vú mình lấy bùn lúc này mình đắp trước cho nó khô nó ráo chứ bà. Đây anh em, một hồi Tú sẽ chấm với cái muối tiêu này nha anh em. Hột vịt này chưa luộc nha. Chứ để anh em nói Tú luộc sẵn thì nó ấy quá. Nó mất hay rồi. Thôi sẵn thì Tú sẽ đập trứng cho anh em coi trước luôn để anh em nói luộc sẵn nữa. Trứng nào ta? Trứng này đi ha. Lắc lên. Lắc chi ba? Lắc cho nó nõn hết. Ăn sống luôn nghe. Sao à? Ăn được. Sống được. Bẩu, bẩu lắm ba. Thôi mẹ ăn đi. Bữa con kia húp lần 5 trứng quên hả? Ghê. Đây anh em. Đó. Nói chung là trong này nó có máu nên không thể nào mà quay gần cho anh em coi được rồi. Bên YouTube thì nó bị hạn chế mấy khoảng đó nha. Rồi trứng này Tú sẽ bỏ riêng nha. Cho Nghĩa hỏi ăn sống. Đi nè, đi đắp bùn nè cha. Đi. Tới tiền luôn anh em ơi. Mà nào giờ người ta có cái món gà nướng bùn đúng không? Bữa nay Tú sẽ là hột vịt nướng bùn. Giống trứng khủng long quá. Cái này nhão hồi nãy là nó mới sơ vậy trơn hả? Nè, từ từ mới dắt ra. Ok anh em ơi, khoảng 15 phút Tú với Nghĩa đắp bùn thì cũng có một cái gì ta gọi là trứng bùn. Thì nói chung là làm cái video này khá là cực luôn anh em ơi. Mũi cắn giờ không gãi được. Nghĩa rửa con tay làm gì cũng biết. Xuống dưới rửa lại con cái cho nó sạch mày. Rửa nó trôi hết làm sao? Vậy trôi hết làm sao? Mất công đắp lại nữa hả? Trôi không mày? Không trôi. Quên nữa ha. Thôi lên nướng nè. Thì đó anh em thấy làm video cực ghê không? Chủ yếu là muốn cho anh em một cái trải nghiệm gì đó mới mẻ thôi. Chỉ mong là anh em xem nhớ like, chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mấy anh em Tú mốt tìm ra những cái món ăn độc lạ hơn nữa. Hả? Ok anh em ơi, thì Tú bây giờ Tú sẽ để nó lên đây nha. Chạy cái nhẹ. Ồ, trứng khủng long. Có lá dừa nãy đâu rồi ta, được rồi. Này giống như cái trứng khủng long vậy anh em.
Có cái này nè, cái này bùng nó ngon, là nó chắc ghê luôn á. Cái bùng đen á nó chắc hơn cái bùng này nha anh em. Cái bùng này nó tương đối là nó hơi nhão. Đó, cái bùng đen anh em thấy không? Lên cái trứng rất là đẹp. Quẹo càng luôn. Ê mày. Vậy? Trái dĩa. Dĩa trái không mày? Trái dĩa mũ à. Ai biết. Dĩa mày mà tao phải dĩa tao đâu. Mà mình sẵn mình dọn gác cho người ta luôn. Hồi nãy đi trúng con sao lông hay gì anh em, ngứa đỏ luôn à. Trúng mấy sâu nái sợ thì chứ. Ráng mình mốt có tiền anh em, có tiền cái mua cái lây cam á, qua đây bay đẹp lắm á. Ở đây dừa nhiều quá, mình bay đây phê lắm. Không biết chừng nào có tiền à. Mới mốt có mua à. Theo mày nghĩ chín chưa? Chín rồi. Thì con ba, nãy giờ có nửa tiếng đồng hồ cũng lẽ chín. Tao nghĩ hồi tiếng hụt dịch gì bóng đêm ta. Mày nói sao xui quá. Cái lần đầu tiên làm mà mày nói vậy chết tao luôn. Hụt dịch lộn, bóng đêm, xin được phép bắt đầu. Ok anh em ơi, thì khoảng nãy giờ cũng khá là lâu rồi. Thì bây giờ Tú với Nghĩa sẽ khui ra quay clip cho anh em coi luôn, chứ để hồi tối nha. Ui da. Rồi đâu hết tên rồi? Đây nè ba. Đây 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 đây. Đây nè. Đó mày thấy cái cục than đen nó chắc ghê không? Đó. Nó cứng còng luôn anh em. Ừ, cục than đen nó cứng, cái cục than mày nó mềm xèo à. Trời, lỗ đầu luôn á, bao lỗ đầu. Dít từ từ, cái mặt tao còn xài nghe Nghĩa. Ừ ơi rồi. Rồi cái trứng này bóng đêm thiệt rồi Nghĩa ơi. Ý, trứng này bị gì á? Ê, bể rồi kìa. Rồi anh em ơi. Quách rồi, sao ọc ọc cơ. Đúng rồi, đủ rồi, đủ rồi. Vô anh bạn ngồi xíu nước rồi. Nó bể rồi, thấy không? Cạn nó bỏ vô luôn. Mệt thì cái cây cối hoài. Sợ nóng nữa thằng. Luôn nghĩ mình thông minh. Ok anh em ơi, đây giờ là mình ăn đất có hộp dịch hả? Mày ăn đi, ta ăn hộp dịch cho mày ăn đất đi. Mày biết cũng như bữa ăn măng cục vậy, ta ăn vỏ ngoài không chừa ruột tao không dùng.
sao mày hôn dữ ba. Ok anh em ơi, thì nói chung là khoảng thời gian khá lâu để chế biến được cái món này thì Tú cũng có ít nhận xét. Thì nếu mà muốn anh em nào muốn làm cái món này á, Tú khuyên anh em là lấy giấy bạc quấn nó một cái nha, rồi hạ đắp bùn. Tại vì hồi nãy nó có mấy trứng nó bị chóc bùn ra xong rồi nó bể luôn nha anh em. Để bây giờ Tú sẽ quay cho anh em coi nè. Nè như cái trứng này nè, nó bể bùn ra cái nó bể nát luôn rồi và nó đen tù lù luôn rồi. Y như Nghĩa nói luôn á là hồng dịch bóng đêm luôn á. Ôi trời. Vàng tươi đã thì chứ. Mà ở trong nó còn khá là ok nha. Cái này chắc ngon. Thơm. Chơi đi Nghĩa, chơi đi, tao chơi trứng này cho. Ôi trời. Nóng quá anh em ạ. Ok anh em ơi, thì đây là thành quả của Tú nãy giờ nha. Thì xin phép mời tất cả anh em dùng chung với Tú luôn. Mặc dù là mời trên danh nghĩa tinh thần thôi, nhưng mà đó cũng là cái tấm lòng của Tú muốn gửi đến tặng cho anh em qua cái clip này. Tú xin phép dùng nha. Nóng quá. Mày có cơ khô cũng rơi mấy ca. Nghĩa rau dịch nóng đi bỏ luôn cái đùi. Nóng quá là giờ sao? Kêu mày lấy cái ly đi mà không chịu không? Ngon quá anh em ơi. Mời tất cả mọi người nha, ăn giỏ luôn à. Ủa mày nãy mày rồi ăn bụng bỏ trứng mà. Dạ nóng quá. Húp. Thơm quá. Húp liền. Nóng. Dạ. Rồi. Thằng luôn nghĩ mình thông minh. Nè. Thằng luôn nghĩ mình thông minh. Cái trời nãy đâu? Ừ. Đây. Cái nào rớt không ta? Cái trứng này của Tú thì ăn chỉ được có một miếng thôi anh em. Ở trong này nó dính bùn sình hết trơn rồi. Khá là tiếc. Nhưng mà Tú quen anh em đều, ví dụ mà mai mốt có làm món này thì quấn giấy bạc con cái có gì nó bể mình vẫn còn ăn được. Còn như Tú hồi nãy Tú không có quấn giấy bạc. Lần đầu kinh nghiệm mà. Nóng quá. Nói chung thì lần đầu Tú cũng làm món này luôn nên hơi bối rối. Mời tất cả mọi người nha, chấm miếng rồi. Ui nóng. Anh em thấy vậy chứ nó nóng dữ lắm. Nó hầm cái bùn á. Cái cầm cục quá xuất sắc. Cầm cục bùn chứ nó không nóng bằng cái trứng nha. Tét vô quần luôn. Lỡ giờ. Quá. Ăn cái món này không gấp được nha anh em. Tới tiền luôn. Sao cho cảm nhận anh em biết coi hương vị sao, không nói gì trơn, ăn không. Không biết làm sao nữa, mà ngon quá, lo ăn không mà quên tả mấy bạn ơi. Nóng quá trời nóng. Nói chung là nó thơm hơn hộp dịch luộc của mình em. Rồi nó có cái mùi cái mùi nướng anh em, nó khác cái mùi luộc này. Nước nôi đầy đủ luôn nha. Nè. Nhìn chung thì giống hồng dịch bách thảo nha. Tới tiền. Ăn dữ ba, hồi nãy nó không dám ăn, giờ ăn dữ ba. Giờ ngon quá. Ngon quá. Ăn này uống với coca ngộ độc không ta? Nóng quá. Mới nhìn gờ với mày. Làm gì? Chết không? Mày chết đâu. Làm gì rút cái càm quậy caramel? Thôi em, để tao quay giùm cho ăn miếng đi. Yeah. Cảm ơn nha. Tới công chuyện. Na. Ủa. Bà phải bỏ lớp bùn rồi nha anh em. Thằng Nghĩa hồi nãy thì nó đòi ăn bùn bỏ trứng. Thử coi ngon không?
cái con gì dính quần mày kìa. 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 Mày đó. Tét tao hay gì vậy? Đâu có, con sâu hay gì nó dính quần. Thôi mày ơi, kìa. Mày sợ mày ơi. Tấn hỏi tấn, tấn thấy luôn. Húp ghê vậy mấy cha. Ngon sương sương. Ôi. Đúng là lâu lâu ăn thử cái món này nó lạ quá ta. Thì trước mắt là có dự định cho cái món gì sau này nữa không? Dạ. Yeah. Không biết hả? Để cho mấy bạn thấy comment ở dưới á. Để là mình biết. Hả? Món gì phải độc độc nha anh em. Anh em có ý tưởng thì làm cái món gì độc độc lạ lạ mà ăn đừng chết nha. Ăn bị thương được rồi chứ đừng chết. Ăn khách quần chạy được rồi. Phê. Không thể nào diễn tả được học dịch. Học dịch lộn mà đem đắp bùn nướng hết trơn. Tới công chuyện luôn á em. Ẩm thực Thái Lan phải kêu mình bằng sư phụ. Ngon ha. Giờ trời cũng khá tối ha. Này là bán chín rồi, bán sống rồi. Này ăn luôn cái cọng được không mày? Bỏ cái lá ăn cái cọng mới ngon không nội? Đau quá má trời. Nói chung là ăn cái này nó không phải là nó no mà nó đầy bụng. Nhưng nó ngán nữa. Ngộ anh em. Hồi nào giờ thèm hột vịt lộn cỡ nào cỡ đi nữa ăn. Đúng 2 trứng à. Ừ, 2 trứng hoặc 3 trứng. Ngán với lại nó đầy bụng anh em, khó tiêu á. Nên thôi, với lại trời cũng đã sập tối rồi. Coi như là cánh chim nó cũng sắp về tổ hết rồi. Mình cũng chuẩn bị về nhà tắm, nên mình tắm rửa cho cơ thể mình nó được thoải mái, tâm to hơn tí ha anh em. Ủa nãy mày nói không tắm à? Cái đó là trên lý thuyết à. Mình thực hành mình phải làm khác đúng không? Thì nói chung là Tú với Nghĩa sẽ kết thúc clip này tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã dành thời gian quý báu xem clip của Tú với Nghĩa nha. Ở dưới ba. Sorry anh em, thông cảm. No quá. Thì đó, nếu mà anh em có ý tưởng gì đóng góp cho Tú với Nghĩa làm video thì cứ để lại bình luận bên dưới ha. Thì anh em nào thấy thích cái video này thì nhớ để lại cho Tú một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ Tú nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều luôn. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nha.